Xin kính chào quý vị. Một tuần trôi qua thật nhanh với rất nhiều những sự kiện văn hóa đáng chú ý. Như thường lệ, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với những tổng hợp thông tin văn hóa trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Thông tin văn hóa đầu tiên mà Văn hóa Toàn cảnh cuối tuần muốn chia sẻ cùng khán giả đó chính là sự kiện Vịnh Hạ Long lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New Open World khởi xướng. Theo đó, danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới theo thứ tự alphabet được công bố là rừng Amazon ở Nam Mỹ, Vịnh Hạ Long của Việt Nam, thác Iguazu ở Argentina và Brazil, đảo Jeju của Hàn Quốc, công viên quốc gia Komodo Indonesia, dòng sông ngầm Puerto Princesa, Philippines và núi Bàn Nam Phi. Để Vịnh Hạ Long thân yêu của chúng ta có thể góp mặt trong danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới là sự ủng hộ của hàng triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong suốt 4 năm qua. Sự ủng hộ đó được thể hiện thông qua các lá phiếu bình chọn cho Vịnh Hạ Long bằng nhiều hình thức, từ bình chọn trực tiếp qua trang web của tổ chức New Open World, bình chọn qua tin nhắn đến bình chọn trực tiếp qua điện thoại. Trước đây, Vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Lần thứ nhất, ngày 17 tháng 12 năm 1994, Vịnh Hạ Long được công nhận về mặt giá trị thẩm mỹ. Lần thứ hai, ngày 2 tháng 12 năm 2000, Vịnh Hạ Long được công nhận về giá trị địa chất địa mạo. Và giờ đây, vượt qua hơn 400 danh thắng của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Vịnh Hạ Long đã trở thành một trong 7 kỳ quan của thế giới. Với sự vinh danh mới này, Vịnh Hạ Long sẽ có cơ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tiếp sau tin vui từ sự kiện Vịnh Hạ Long, hướng quan tâm của khán giả, đặc biệt là khán giả yêu điện ảnh, dồn về hai sự kiện liên hoan phim, đó là Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 và Liên hoan phim khoa học dành cho trẻ em 2011. Sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 chưa diễn ra, song đã gây được nhiều sự chú ý trong dư luận bởi đây không chỉ là một hoạt động định kỳ của ngành điện ảnh mà còn là dấu mốc kỷ niệm 4 thập kỷ Liên hoan phim 1971-2011 với khẩu hiệu vì một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập. Liên hoan lần này sẽ hướng vào các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, có nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, có nghệ thuật thể hiện sáng tạo mới mẻ và có khả năng hội nhập quốc tế hiệu quả. Ban tổ chức cũng cho biết sẽ dốc toàn tâm toàn lực để liên hoan phim diễn ra thành công và chắc chắn sẽ lấy lại niềm tin của công chúng dành cho điện ảnh sau sự cố thất thoát 35 tỷ đồng của ngành trong thời gian qua. Liên hoan phim khoa học dành cho trẻ em do Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa ANC, tổ chức Live and Learn và Viện GERS phối hợp tổ chức. Đây là liên hoan phim dành cho đối tượng học sinh, những người đặc biệt quan tâm đến đề tài kỹ thuật tự nhiên và môi trường. Nội dung các bộ phim khoa học được đưa vào trình chiếu trong kỳ liên hoan lần này đều tập trung vào các mảng đề tài về môi trường nhằm giúp các bạn nhỏ và thanh thiếu niên làm quen với những kiến thức đa dạng về khoa học tự nhiên, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các em vì một hành tinh xanh sạch đẹp. Hiện liên hoan phim đang được diễn ra song song tại 4 thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Đắk Lắk, Phú Yên, Bắc Ninh và Nghệ An đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2011. Nếu như ngành điện ảnh kỳ vọng sẽ xây dựng lại niềm tin từ việc tổ chức thành công Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, thì ngành âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc Hàn Lâm, đang càng ngày càng khẳng định được bước phát triển của mình trong việc tiếp cận gần hơn tới thính giả. Chúng tôi đang muốn nhắc đến dự án hòa nhạc Luna Concert do Nhà xuất bản âm nhạc và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam phối hợp tổ chức miễn phí hàng tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật trong 2 tháng 11 và 12. Khác với các chương trình hòa nhạc thính phòng chuyên môn bắt buộc phải diễn ra trong các khán phòng đủ tiêu chuẩn, Luna Concert được biểu diễn ngay trước cửa Nhà xuất bản âm nhạc, nơi có khoảng không gian đủ rộng cho người đi bộ và được bao quanh bởi khối kiến trúc pháp cổ đặc biệt của Hà Nội. Các tác phẩm được trình bày trong hòa nhạc đều là những tác phẩm kinh điển và dễ nghe với các giai điệu đẹp, lãng mạn hoặc sôi nổi, phù hợp với đại chúng. Đưa các tác phẩm này đến với đông đảo người nghe là một trong những động thái để âm nhạc Bác Học đến với số đông và thôi thúc công chúng quan tâm nhiều hơn đến nhạc cổ điển. Trong khi các lĩnh vực văn hóa khác đang sôi nổi bởi nhiều sự kiện, chương trình liên hoan, thì trên lĩnh vực văn học, các hoạt động kỷ niệm về các văn nghệ sĩ đã để lại nhiều cảm xúc lắng động. Vào ngày 11 tháng 11, lễ kỷ niệm và tọa đàm mang tên Khúc Độc Hành kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà thơ Quang Dũng do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại trụ sở của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Nhắc đến Quang Dũng, người ta nghĩ ngay đến một nghệ sĩ đa tài. Ông làm thơ, viết văn xuôi, sáng tác tranh, sáng tác nhạc. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, ông cũng đều tạo được dấu ấn riêng, không thể trộn lẫn với bất kỳ ai, trong đó đặc biệt là những tác phẩm thuộc về văn học đã trở thành bất hủ đối với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam như bài thơ Tây Tiến, Đôi mắt người sơn Tây, Đôi bờ. Với những đóng góp đó, ông đã được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của đại thi hào Tagore, trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế Cuộc đời và di sản vĩ đại của Rabindranath Tagore.
thu hút hàng chục nhà khoa học và diễn giả đến từ Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Thái Lan, Hàn Quốc tham dự. Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình Tưởng nhớ Tagore do Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO phát động và do Ấn Độ chủ trì, với nhiều hoạt động văn hóa khoa học diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Tagore. Tại Việt Nam, hội thảo đã tập trung thảo luận 4 chủ đề chính gồm tác động của di sản Tagore đến khu vực Đông Nam Á và Đông Á, các vấn đề chính trị xã hội trong sáng tác của Tagore trong bối cảnh vùng, tư tưởng của Tagore về cuộc sống cộng đồng truyền thống và tái thiết nông thôn, giá trị của di sản nghệ thuật âm nhạc điêu khắc của ông. Sau hội thảo, lễ đặt tượng đài thi hào Tagore tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, đường Âu Cơ, Hà Nội đã được diễn ra long trọng vào sáng hôm 10 tháng 11. Còn bây giờ là những thông tin văn hóa quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Trọng tâm văn hóa quốc tế tuần qua là 3 sự kiện liên quan đến các giải thưởng danh giá. Đó là Hoa hậu Thế giới năm 2011, Giải Nobel Châu Á 2011 và cuối cùng là Giải thưởng Điện ảnh Quả Cầu Vàng. Cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới Miss World 2011 đã có chủ nhân mới. Vinh dự này thuộc về Hoa hậu Venezuela Ivian Sarkoz. Cô đã xuất sắc vượt qua 121 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để giành vương miện Hoa hậu. Tân Hoa hậu Thế giới Ivian Sarkoz, năm nay 22 tuổi, cao 1m80, sở hữu vẻ đẹp trời phú và khả năng ứng xử thông minh. Với chiến thắng này, Ivian Sarkoz đã trở thành Hoa hậu thứ 6 của Venezuela, đạt vương miện Hoa hậu Thế giới. Giải Nobel Châu Á Kyoto 2011 dành cho lĩnh vực nghệ thuật và triết học đã được trao cho nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản Tamasaburo Bando trong lĩnh vực nghệ thuật và triết học. Với sự kiện này, Tamasaburo đã ghi tên mình trở thành công dân Nhật Bản thứ 14, được vinh danh kể từ khi giải thưởng danh giá này ra đời vào năm 1985. Tamasaburo Bando là một diễn viên ca vũ kịch Kabuki, chuyên đóng các vai nữ hàng đầu Nhật Bản. Không chỉ có kịch Kabuki, ông Bando còn là một nghệ sĩ rất tích cực tham gia vào nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Mặc dù phải đến ngày 15 tháng 1 năm 2011 tới đây, lễ trao giải Quả Cầu Vàng mới được diễn ra tại Mỹ, song ở hạng mục giải thưởng thành tựu trọn đời đã chắc chắn ghi danh nam diễn viên gạo cội người Mỹ Morgan Freeman, 74 tuổi. Freeman đã 5 lần được đề cử giải Oscar và ông đoạt giải Oscar diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2004 với vai diễn trong phim Million Dollar Baby của đạo diễn Clint Eastwood. Ông còn đoạt giải Quả Cầu Vàng với vai diễn trong phim Driving Miss Daisy năm 1989. Thưa quý vị, áo bông là một trang phục truyền thống có từ lâu đời của Việt Nam. Từ xa xưa, áo bông được sử dụng với mục đích giúp giữ ấm cho nhân dân ta trong những ngày đông buốt giá. Nhưng hơn thế, hình ảnh những chiếc áo bông truyền thống một thời được xem như một biểu tượng thời trang chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử riêng có của dân tộc. Mới đây, nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy và họa sĩ Lê Thiết Cương đã có sự kết hợp để sáng tạo nên một bộ sưu tập những thiết kế áo bông vừa mang vẻ truyền thống vừa phù hợp với thời hiện đại. Triển lãm áo bông đã được khai mạc tại 39 Lý Quốc Sư, Hà Nội chiều ngày 11 tháng 11 để lại nhiều ấn tượng cho người tham quan. Bên cạnh chiếc áo dài quen thuộc vốn được xem như thương hiệu của Việt Nam thì áo bông hay còn gọi là áo bông trần cũng là một loại áo hay một phong cách thời trang được các bà, các mẹ và các em nhỏ ngày xưa ưa chuộng. Trong ký ức của nhiều người về chiếc áo bông thì đó là những chiếc áo bông trần may bằng vải nhung hoặc vải láng đen, trần các đường vuông góc dành cho các bà, các mẹ. Áo thường được cắt như áo cánh, cổ cao khoảng từ 1,5 đến 3 cm. Thời đó nhà giàu thì may bằng nhung, sang nữa thì bằng vải gấm trần bông. Trẻ nhỏ thì thường được mặc những chiếc áo bông màu sắc tươi sáng, sặc sỡ trong dịp Tết Nguyên Đán. Chiếc áo bông thuở xưa thường dùng những sợi chỉ luồn thành khuy, sau này đã cải tiến thêm bằng khuy bấm, khuy tết. Còn tại triển lãm áo bông lần này của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy và họa sĩ Lê Thiết Cương thì hình ảnh chiếc áo bông truyền thống lại được xây dựng một cách tinh tế, hiện đại và hợp thời trang. Không chỉ là những chiếc áo bông sờn vải vân chéo nền xanh với những bông hoa vàng nhỏ li ti trong ký ức của người Hà Nội, những thiết kế trong bộ sưu tập áo bông lần này đã trở lại với thời trang tinh tế từ cách kết cấu tới những cái nút tết trần bông hạt lựu, trần ô cờ, trần ô chám, những hạt nhựa pha lê nhiều màu được cách điệu để tạo thành hoa văn trang trí có tính nghệ thuật cao. Sản phẩm áo bông này nó đi theo mình là hơn 10 năm rồi. Là mình muốn là nhiều người biết và lại yêu thương cái sản phẩm này. Chính vì vậy mình chia ra là 3 dòng sản phẩm. Cái sản phẩm, dòng sản phẩm đầu tiên thì cái dòng sản phẩm đó là dòng sản phẩm nghệ thuật.
mang tính nghệ thuật cao và dòng sản phẩm là được yêu thích, gọi là dòng, cũng như là dòng sản phẩm mà được ưa dùng, tức là mình dùng nó gọi là dòng sản phẩm mà có thể everyday. Thì có cái dòng sản phẩm thứ ba của mình là cái sản phẩm mà nó được cách điệu cao và luôn luôn đi theo đúng cái xu hướng của thời đại. Bởi chính vì vậy thì nó đề cập và những cái xu hướng mốt màu sắc thì để cho cái giới trẻ người ta cảm nhận được thì người ta mới yêu thích. Còn mình không muốn là mọi người yêu thích cái áo bông với một cách là đây là vì là sản phẩm truyền thống đấy, cố gắng mà mặc đi, thì mình hoàn toàn là không muốn đưa mọi người bằng con đường đó. Buổi triển lãm kết hợp trình diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập áo bông lần này của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy được bố cục gần gũi và giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng. Người mẫu trong buổi trình diễn này được chia theo 3 độ tuổi, một nhóm là dành cho những phụ nữ lớn tuổi, một nhóm mẫu trẻ đại diện cho thế hệ trẻ và các em thiếu nhi với những thiết kế áo bông ngộ nghĩnh, đáng yêu. Sự góp mặt của những người mẫu lớn tuổi trong buổi trình diễn này tạo nên không khí hoài cổ cho toàn bộ chương trình. Vẫn là những hình ảnh các bà các mẹ trong trang phục truyền thống nhưng có gì đó tươi mới và hợp mốt hơn. Trong buổi trình diễn này, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tú vừa là khách vừa là một trong những người mẫu đặc biệt. Được khoác lên mình một trong những chiếc áo bông trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy đã gợi lại cho bà những ký ức đẹp. Tôi rất thích mặc áo bông. Cách đây độ gần 10 năm tôi đã mặc áo bông của Khôn Gai. Nhưng mà cái hồi thì là ngày xưa thì người ta hay mặc với quần đen. Nhưng mà sau đấy thì tôi có mặc áo bông với váy. Thì nhiều người bắt chiếc lắm là họ cũng thích lắm. Thành ra là hôm nay tôi đến thì tôi cũng xem có các mẫu, các thứ và tôi cũng mua thêm mấy cái của tôi nữa. Tại vì tôi rất thích áo bông. Mẹ tôi cũng hay mặc áo bông. Hình ảnh các em nhỏ mặc áo bông màu sắc tươi tắn, họa tiết sinh động, tay cầm con lắc, trình diễn thời trang trên nền của những giai điệu âm nhạc xưa khiến người xem có cảm giác như đó là những nhân vật quan trọng trong một triển lãm sắp đặt đầy thú vị của họa sĩ Lê Thiết Cương, vừa ngây thơ, hồn nhiên, vừa bình yên đến lạ lùng như chính phong cách vẽ của anh vậy. Sự kết hợp giữa họa sĩ Lê Thiết Cương và nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy trong triển lãm lần này có thể xem là một sự kết hợp tuyệt vời và độc đáo. Trong những thiết kế áo bông của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy có hình ảnh những họa tiết hội họa của họa sĩ Lê Thiết Cương, còn chất hội họa Lê Thiết Cương lại mang đến sự bình yên trong những thiết kế vừa hiện đại vừa hoài cổ của nhà thiết kế họ Trịnh. Trong lần này thì cũng thật là vô tình thì là mình đã gặp anh họa sĩ Lê Thiết Cương. Thì cho nên đã nảy ra những cái triển lãm để nó cái sự đặc biệt và cái sự giao lưu giữa cái văn hóa mặc và những cái tác phẩm nghệ thuật của anh. Có lẽ thì đây cũng là một cái bước ngoặt nào đó, bởi vì cũng là một cái duyên mà mình kết hợp được với anh họa sĩ Lê Thiết Cương, bởi vì mình thấy có những cái sự bình yên ở trong tranh của anh và mình cũng rất là muốn mang cái bình yên đó vào trong cái sản phẩm này. Ý tưởng thực hiện một triển lãm kết hợp giữa một họa sĩ và một nhà thiết kế, giữa một bên là hội họa, một bên là thời trang đã mang đến những hiệu ứng tốt. Đa phần những người tới dự triển lãm và xem trình diễn đều bất ngờ và ấn tượng với những thiết kế áo bông hiện đại ở đây. Sau khi mà xem bộ sưu tập của nhà thiết kế Thủy thì tôi nhận thấy rằng là không những là chỉ có người lớn tuổi mới có thể mặc được mà ngay cả thanh niên và ngay cả các em bé cũng có thể là mặc và mặc rất là cá tính. Tôi nghĩ rằng là áo bông với thiết kế pha trộn giữa những nét độc đáo và trẻ trung như thế này thì sau đây sẽ là một xu hướng mới trong tủ quần áo của các bà, các cô trong thời đại hiện nay. Tôi đặc biệt là ấn tượng với cái cách phối màu của bộ sưu tập này. Tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì tôi có thể chọn được một chiếc áo vừa ý để diện trong dịp Tết cổ truyền năm nay. Họa sĩ Lê Thiết Cương có chia sẻ tại triển lãm rằng nếu như nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy có đề nghị anh cùng làm một triển lãm về áo dài thì có lẽ anh sẽ không nhận lời, nhưng là áo bông thì thật là tuyệt. Cả hai đã có sự kết hợp ăn ý và thành công đối với bộ sưu tập áo bông lần này. Riêng nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy muốn gửi tới người xem một thông điệp. Thời trang biến đổi từng ngày, từng giờ, từ những chiếc áo trấn thủ theo dòng chảy của thời gian, nay là những chiếc áo bông trần ấn tượng, hoài niệm, mang tính nghệ thuật cao. Triển lãm kéo dài 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2011 tại 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội. Thông tin văn hóa vừa rồi đã kết thúc chương trình Văn hóa Toàn cảnh ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.